Hello, lại là em Ken đây. Chào mừng anh chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Đó, thì lời đầu tiên dành cho anh chị bạn nào mình vừa mới biết đến bên kênh Ken Audio của em, chuyên về các cái micro karaoke gia đình nè, nó bàn mixer, rồi các bộ hát thu âm livestream nè, loa kéo, loa Bluetooth có đầy đủ anh chị bạn. Đó, thì mọi chi tiết anh chị các bạn có thể gọi điện hotline, số hotline hoặc là nhắn tin Zalo nha, cùng một cái số điện thoại luôn, 0932 075 612 ha. Đó, em có để trên màn hình ha. Rồi cửa hàng địa chỉ bên em là nằm ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì rất cảm ơn chị bạn thời gian vừa qua đã tin tưởng ủng hộ bên kênh audio của em. Thì quay trở lại nội dung video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tiếp tiếp đến cho anh chị bạn một cái mẫu micro không dây karaoke gia đình. Đó, đa năng rất là tiện lợi luôn mà rất là thần thánh và bá đạo nha anh chị bạn. Đó thì vừa qua thì cũng nhận được cái sự ủng hộ của anh chị bạn về những cái dòng micro không dây mà karaoke như thế này, thì được cái sự ủng hộ anh chị bạn rất là nhiều. Vì vậy mà dạo gần đây thì em sẽ cập nhật nhiều các cái mẫu về micro không dây hơn cho anh chị bạn ha. Đây thì cái họ như anh chị bạn thấy trước màn hình đó, đó là cái vỏ hộp bên ngoài của em micro mẫu mới tới đây. Đó thì cái model của em micro này thì nó cũng hơi dài nhưng mà nó cũng dễ nhớ anh chị bạn, nó giống như gần gần với tên một cái hãng xe nổi tiếng là SH108 anh chị bạn. Đó, model của nó là SH108 nha. Rồi anh chị bạn nào mình chưa bấm đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh anh chị bạn, bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha. Và bây giờ xin mời anh chị các bạn cùng xem hết video em đập hộp nha. Rồi đây bây giờ em sẽ mở ra. Đó. Thì cái thiết kế hộp bên ngoài nó có thể theo thời gian đôi những cái đợt sau nó có thể là thay đổi một xíu về màu sắc hay là về cái thiết kế bên ngoài vỏ hộp thì không quan trọng anh chị bạn nha. À, chủ yếu là cái chức năng của em mít bên trong đây nè. Đó đây. Đây là cái giấy hướng dẫn nha. Rồi cũng bỏ qua bên nha anh chị bạn. Rồi đây phụ kiện nè. Dây sạc cho cái cục thu sóng đây nè anh chị bạn. Nha. Đó, cục thu sóng này mình sẽ cắm vào đây với sạc ha. Rồi cục thu sóng này, dây sạc nè. Rồi hai cục chống lăn nè. Có luôn cái giắc chuyển từ 6 ly ra 3.5 cho anh chị bạn như thế này luôn nha. Đó. Cái giắc này thì mình có thể dùng gắn vào những cái sao cạc á anh chị bạn. Những sao cạc thường trên sao cạc thì cổng micro nó là cổng cổng 3.5 như thế này, đó. Rồi pin ha. Rồi. Ok, rồi bắt đầu em sẽ nói đến hai em mic rất là thần thánh nha anh chị bạn. Đây tên tên tan nó mic rất là đẹp anh chị bạn, và em sẽ nói luôn nha, em mic này nó rất là thích hợp cho anh chị bạn nào mà mình ở nhà hoặc là mình có cái âm ly mà nó đã lâu rồi, những cái nút chỉnh ở trên đó nó dường như là nó không còn chỉnh cái gì được hết trơn á, không có còn chỉnh được chép bass hay là gì đó, thì mình có thể đây tạo em mic này, em mic SH108 này. Đó thì em nói nhanh là em mic 108 nha anh chị bạn. Đó. Thì cái em này nó có thể chỉnh được chép bass nè của micro nha, rồi chỉnh được cả volume to nhỏ của micro luôn, và có được chỉnh được luôn cả echo luôn nha anh chị bạn, độ vang á anh chị bạn ha. Rất là hay nha anh chị bạn. Rồi hoặc là những cái loa kéo á, mà nó không nó không có chỉnh được gì nhiều trên cái đường mic đường hát á, anh chị bạn cũng có thể tạo cái em micro này, nó sẽ thay, nó sẽ làm được cái việc đó nha anh chị bạn. Đó, chỉnh được chép bass nè, echo, volume mic luôn, và mic hát rất là lực nha anh chị bạn, hát rất là nhẹ nha. Rồi anh chị bạn nhớ bấm đăng ký kênh để những video sau em sẽ có clip hát test anh chị bạn trải nghiệm thực tế nha. Còn clip này thì em sẽ đập hộp giới thiệu, rồi lát nữa sẽ bỏ pin vào luôn để nhấn cần nút trực tiếp để anh chị bạn mình xem nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Đây đây anh chị bạn, à, đây là cái micro SH108 mà em đã bỏ pin vào trong đây rồi, anh chị bạn nhấn giữ nút nguồn ở ngay đây nè, nhấn giữ trong 3-5 giây nha. Đó, đó thì em xin nói lại nha, em mic này rất là thích hợp và rất là bá đạo thần thánh dành cho những chiếc loa nào mà anh chị bạn mình không có cái đường micro mà nó chỉnh nó không được nhiều, cái đường mic nó hát không được hay, hoặc là nó cũng trên con loa nó đã có echo rồi nhưng mà cái echo nó rất là ít, làm cho mình hát cái giọng mình nó rất là khô, và
Nó gây cho mình cảm giác rất là nặng anh chị bạn ha. Đó thì mình hãy tậu những cái mic như thế này, nó sẽ chỉnh được chi tiết cái đường đường mic luôn, giúp cho mình hát nó sẽ hay hơn. Đó, chép bass nè, echo của em mic này rất là ok nha anh chị bạn ha. Rồi bây giờ em sẽ đây là mic này, nó có chế độ tiết kiệm pin cho anh chị bạn luôn nha. Đó, khi mình bấm nguồn lên mình để một thời gian là nó sẽ chỉ hiển thị duy nhất một cái mức năng lượng pin ở đây thôi, để nó tiết kiệm mà đi cái dòng điện sử dụng vô cái màn hình này ha. Đó, rồi bây giờ em sẽ nhấn thử nha. Cái nút cái hàng đầu tiên ở đây là để chỉnh echo nè, đây mình nhấn dấu cộng nè, thì đó nó sẽ tăng lên, maximum của nó sẽ là số 5 nha anh chị bạn. Đó, echo maximum nó là sẽ là số 5, còn có mình thích mình sẽ giảm xuống, nhấn bên dấu trừ đây là nó sẽ giảm xuống ha. Thường thì em sẽ sử dụng từ số 3 trở lên, nó 3 4 5 nó thì mình sẽ để số 3 ha. Rồi tiếp theo ở dưới đây là để chỉnh chép ha. Chép thì mình muốn như cái đường mic của mình á, có những cái loa cái đường mic đó nó ù lắm chứ bạn, nghe cái tiếng nó không có được sáng ha, thì mình sẽ chỉnh ở trên cái mic này, mình chỉnh chỉnh chép lên nè. Đó, nhưng mà chỉnh chép vừa thôi, maximum của cái này là nó sẽ chỉnh lên được tới số 12 ha. Mà thường thì mình cũng sẽ để cho nó vừa vừa thôi, chứ đừng có tăng chép nhiều quá, tại chép nhiều quá nó cũng sẽ rất dễ gây hú nhanh chứ bạn. Đó, mình tăng tầm cỡ 4 5. Rồi đó, mình để cỡ đó mình nó thấy được thì mình để, còn bên thằng không mình tăng lên xíu. Đó. Tiếp theo á sẽ là đường bass nè anh chị bạn. Bass là giúp cho cái tiếng mình nó ấm ha. Đó, ngược lại cũng có những em loa mà cái tiếng đó, nó lại quá sáng đi, quá sáng thành ra là nghe thành ra là nó chát anh chị bạn. Đó, thì mình nếu như vậy thì mình sẽ bù vô, mình lấy cái mic này mình bù qua, mình sẽ tăng bass lên để cái tiếng cho nó nghe nó ấm lại, bớt nó bớt chát anh chị bạn. Đó. Đó, bây giờ em mới nói lại mic này rất là thần thánh là vậy đó. Nó có thể cân chỉnh được, phù phép được cái giọng hát của mình anh chị bạn. Đó. Rồi, maximum của cái nút bass này cũng là số 12 luôn nha anh chị bạn. Nhưng mà mình không nên chỉnh tới tới maximum số 12 đâu. Rồi mình để tầm cỡ dưới giữa hoặc nhỉnh lên chút đó. Rồi, tiếp theo cái hàng nút dưới đây là để chỉnh âm lượng micro nè. Âm lượng micro thì thường em sẽ để maximum của nó là số 9 nè. Rồi đó, em sẽ để tầm cỡ 7 8 9 gì đó, từ số 7 8 9 gì đó. Còn tùy theo anh chị về mình cảm nhận mình chỉnh theo của mình nha. Tại vì mỗi cái dàn loa nó cũng sẽ khác nữa với bạn ha. Rồi. Ok chưa? Và đây nè, em nói thêm một cái nữa nè. Ở trên nó cái hàng chép này nè. Nút chép này nè. Khi mà mình giảm xuống bình thường, những cái mic kia giảm tới số 0 là nó sẽ đứng luôn, cho dù anh chị bạn có nhấn cái nút trừ này tới khi nào nó vẫn chỉ đứng ở số 0 là nó dừng ha. Nhưng mà riêng cái em này á nó sẽ xuống âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 luôn chị bạn. Ha. Tức là nói cái này giải thích làm sao ta, nó hơi đây giải thích tức đại khái dễ hiểu là ví dụ như cũng trùng trên cái nút chép này anh chị các bạn để số 0 vậy đúng không, cái con loa của mình cái đường micro á nó dư chép quá, tiếng thành ra nghe nó hát nó chát, thì thay vì mình phải nhấn cái nút chỉnh nút bass ở dưới đây đúng không, mình không cần dịnh nút bass ở dưới đây cũng được, mình không cần tăng nút bass ở đây mà mình sẽ bấm giảm nút chép ở trên này đi, nó thành là âm 1 nè, đó âm 2 nè, âm 3 là nó sẽ giảm bớt cái chép trên cái con loa của mình luôn ha. Đó, rồi tương tự cho cái hàng nút bass đây cũng vậy anh chị bạn. Đây anh chị bạn thấy là khi mà mình nhấn xuống tới số 0 ở đây, mình chỉ muốn nhấn cái này nữa nó sẽ giảm xuống là trừ 1 nè, trừ 2 đó. Rồi, và nói tóm lại để đơn giản dễ sử dụng á, thì anh chị bạn nếu mà dễ chỉnh lại, anh chị bạn cứ trả nó về số 0 ha. Mình nhấn nè, đây ví dụ nếu nó đang là âm 1 thì mình nhấn cộng lên, đó nó sẽ về là số 0. Rồi đây nút bass dưới đây cũng vậy đó. Rồi và cái mic này thì cái thân mic ở đây là kim loại là điều đương nhiên rồi nha anh chị bạn. Đây em sẽ gõ thử anh chị bạn nghe nè, đó lan can nha, nó thân là kim loại là được chắc. Rồi sau cùng sẽ công bố giá của một cặp micro model là SH108 như thế này. Có thể chỉnh được chép, bass, volume, echo đó. Giá là 1 triệu 2 nha anh chị bạn. Đó, thì giá một cặp mic này là 1 triệu 2 anh chị bạn. À, thì giá thì nó có thể biến động đôi chút, có lúc nó cũng có thể giảm mà cũng có lúc thì nó cũng có thể tăng đó. Vì vậy anh chị các bạn muốn cập nhật cho nó chính xác nhất thì anh chị bạn có thể liên hệ số hotline nè.
Đó, hoặc là nhắn tin Zalo ha, em sẽ báo giá cập nhật chính xác vào cái thời điểm đó anh chị bạn nha. Thì nó sẽ dịch thì cũng sẽ dịch đôi chút thôi anh chị bạn, đó nó cũng có thể giảm ha. Rồi ok, như vậy là video này em đã giới thiệu tập hợp rất là chi tiết các tính năng của em biết này rồi đó. Rất cảm ơn chị bạn đã dành thời gian xem hết video clip này ha. Nếu như mà cảm thấy thích thì hãy cho một like, còn anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha, bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra những cái sản phẩm hot chất lượng anh chị bạn. Và một lần nữa cảm ơn chị bạn đã ủng hộ và tin tưởng cái audio trong suốt thời gian vừa rồi. Xin chúc chị bạn thật nhiều sức khỏe ha, luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.